Chào các con học sinh lớp 5. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tập làm văn. Các con thân mến, sau đây cô đọc cho các con nghe dàn ý tả bà nội của em, mời các con tham khảo. Dàn ý tả bà nội của em. Đây là một bài văn tả người. Một bài văn tả người gồm có 3 phần. Phần 1 là mở bài, phần 2 thân bài và phần 3 là phần kết bài. Phần 1 mở bài giới thiệu về người bà của em ở phần mở bài chúng ta có hai cách mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp mở bài trực tiếp giới thiệu về người bà kính yêu của em ví dụ ngoài những người thân trong gia đình và thầy cô bạn bè trong lớp còn một người em rất yêu mến đó là bà nội em cách mở bài gián tiếp giới thiệu về bà thông qua những câu ca dao, bài hát về tình cảm của bà cháu. Ví dụ: Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm, tóc bà trắng màu. Bà nội em đã ở bên cạnh em từ thuở thơ ấu với những lời ru ngọt ngào và những câu chuyện cổ tích hấp dẫn. Phần 2 là phần thân bài. Phần thân bài chúng ta phải miêu tả những đặc điểm riêng biệt tiêu biểu nổi bật về hình dáng và tính tình về người bà mà em kính yêu. Phần A: miêu tả ngoại hình. Hình dáng, bà đã ngoài 70 tuổi nhưng bà vẫn còn minh mẫn lắm. Bà thường mặc những bộ quần áo tối màu hợp với tuổi già, chỉ khi được đi dự tiệc, đám cưới hay các dịp quan trọng thì bà sẽ mặc áo dài nhung màu đỏ tươi. Làn da bà đã có những vết đồi mồi của thời gian và nhiều nếp nhăn. Tóc bà bạc trắng gần hết, đôi chỗ lấm tấm vài sợi màu đen. Gương mặt phúc hậu, rạng rỡ, nhất là khi bà cười. Đôi mắt hiền từ, bao dung, không sáng bóng như hồi còn trẻ. Mỗi khi đọc sách, bà phải đeo kính. Khi bà cười, những vết chân chim nơi khóe mắt đã hằn lên rất rõ nhưng lại chẳng làm mất đi nét hiền hậu trong nụ cười của bà luôn dành cho con cháu phần b là tính cách mỗi sáng bà dậy sớm mở cổng tập thể dục nhẹ nhàng xong xuôi bà dọn dẹp nhà cửa chăm sóc cây cối trong vườn bà đặc biệt dành nhiều thời gian cho em hát ru em ngủ kể chuyện cho em nghe bảo vệ em khi mẹ bị mạ khi bị e khi em bị mẹ mắng dạy em những bài học dân gian thú vị có gì ngon bà cũng dành phần em trong xóm ngoài làng ai cần giúp đỡ bà em vui vẻ ngay với khả năng của mình nên bà luôn được mọi người kính trọng yêu quý c tình cảm của em với bà bà nội là nơi em gửi gắm niềm vui nỗi buồn có những chuyện em không thể tâm sự được với mẹ nhưng lại có thể nói với bà. Bà nội em quả thực là điểm tựa tinh thần vững chắc cho em. Phần 3, kết bài. Nêu cảm nghĩ của em đối với cụ già bằng tình cảm yêu mến, kính trọng, tin cậy. Ở phần kết bài có hai cách, kết bài không mở rộng và kết bài mở rộng. Kết bài không mở rộng. Ví dụ Em rất yêu quý và kính trọng bà nội của mình. Em sẽ rất thiếu thảo với bà để bà vui lòng và sống lâu trăm tuổi. Phần kết bài mở rộng Ở với bà, em rất vui và thoải mái. Em rất biết ơn và kính trọng bà. Em muốn nói với bà thật nhiều lời cảm ơn và xin lỗi vì những lần làm bà phiền lòng. Em mong bà mãi mạnh khỏe và bở ở bên em thật lâu gián ý tả bà nội của em đến đây là hết rồi nếu thấy hay các con bấm nút thích chia sẻ cho các bạn cùng xem bạn nào chưa đăng ký vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh dạy con học tiểu học nhé cô chào các con